Ấy chào các bạn, có thấy không trời? Thấy cây nào? Màu xanh nhiều quá chứ không thấy hả? Hả? Hả chưa? Đây là cái cây mà mình mua cây con, xong rồi giờ mình trồng rồi nó eo ọt, con nó bị lum la chưa? Bây giờ mình ghét mình làm thêm lần nữa, giờ hết tiền mua sứ rồi. Bây giờ mình sẽ tự tạo ra cái cây cho mình. Thật sự ra mình sống mình đừng có cố gắng gọi ép ai mình theo người khác các bạn. Vậy nó không có vui. Thiệt mà. Mình nói chung trong một lĩnh vực nào đó thì mình có thể sống theo một người đó. Thí dụ như đi làm thì phải nghe lời sếp thì lắm nha. Bây giờ mình sẽ làm theo ý của mình. Vậy tôi thích chơi vậy đó. Ai làm gì thì làm. Thì bây giờ mình hôm trước mình đi vô trong tàu đàn, mình thấy cái ông kia, thấy cái cây kia nó xẻ đôi á, nhìn đẹp quá. Giờ mình thử, mình làm thử. Này là em làm thử nha, em sẽ cắt cái này ra làm hai, được hai cây. Giờ hết tiền mua sứ rồi, bây giờ mình sẽ tìm cách mình làm ra hai cây cho mình. Thì ở đây nó có hai cái rễ, chia làm hai thì mình sẽ cắt cái này, cắt đôi như này ra, cắt đôi nè. Đó, mình sẽ cắt theo cái đường này nè. Bạn thấy không? Bạn thấy giống giải phẫu không? Đó, mình sẽ cắt đôi ra. Thì tại vì cái mùa này là hình như là chưa vô mùa mưa, chuẩn bị sắp tới mùa mưa rồi. Thì bây giờ mình làm cái việc này nó sẽ rất là thích hợp. Tại vì mình đợi nó nắng á, nó được. Bây giờ mình sẽ cắt thử, làm thử đi các bạn. Các bạn đừng thử, để tôi thử được rồi. Giờ tôi sẽ cắt nha. Tôi sẽ cắt. Nó ra như cái cây tào lao chơi cho nó vui. Cuộc đời mà nó cứ bình lặng hoài nó không có đã các bạn. Bây giờ cắt rồi đó. Thì cũng đúng đơn giản đâu. Bây giờ thôi bạn, cuộc sống nó rất là chán, rất là nhàm chán. Nên mình phải tạo ra một cái gì đó để cho mình gọi là kích thích mình, để mình làm các bạn. Dù như sáng sớm thức dậy ra ngồi ngắm hoa, xong cái tới 7:45 cái phải mặc đồ vô rồi đi làm cho tới chiều tối mới về. Thì đi có một đường mà về có một đường. Bạn thấy nó vô vậy không? Thì lắm lúc có nhiều người thì người ta sẽ đi nhậu hoặc uống bia này kia. Còn mình thì đi làm, thì qua năm suốt tháng làm gì hoài. Lâu lâu có nhiều lúc còn không thèm đi con đường khác nữa. Nên là có những lúc mà thí dụ như đi hôm trước đi đường Nam Kỳ cũng vậy. Nam Kỳ Khai Nghĩa chỗ Nguyễn Thị Minh Khai á, thì thường xuyên cái khúc đó nó bị kẹt. Thay vì cái mình chỉ cần rẽ phải qua cái gì Lê Quý Đôn, mình chạy cũng vượt qua được khúc kẹt đó, rồi tự nhiên mình thấy cho nó sao hồi đó giờ mình không đi cái con đường khác, con đường này ta, con đường này nó cũng vắng, cũng này kia, sao dễ đi quá vậy, xong cứ đâm đầu vô cứ phải chờ từ nhích đi theo con đường đó. Thì bây giờ mình chơi theo rồi đó, bây giờ mình sẽ tự tạo ra những cái tàu lao cho mình để làm gì, để nó kích thích mình mà ngoài. Giờ mình sẽ cắt luôn. Các bà nó bị phạm ở bên đây đâu. Đã được hai thân nha. Ghê quá. Không biết ngày mai em sẽ ra sao. Căng trời. Bây giờ mình sẽ để ngoài nắng luôn. Đừng đem đi nhà. Để ngoài nắng nha, này ráo mũ. Đã được hai thân luôn đó chưa. Rồi đó. Cuộc đời em đã quyết định từ đây. Để trồng vài bữa coi sao. Tại nó đang sung. Cái cây này đang rất là sung. Lá nó rất là ngon ha. Thấy ghê không?
Cậy, tôi chơi gì đó nó mới vui. Đúng là nhìn nó tào lao thiệt cái quay. Ghê chưa. Nhưng mà giờ cắt rồi. Cắt rồi là anh không có hối hận được. Giờ ghép lại đâu được đâu. Giờ ghép lên chắc gì nó dính. Nhưng mà thử đi ha, đúng không ạ? Vậy mình được có hai anh đây. Hay xong mình thử. Thử đi, cài đi, sao đâu. Tại vì cái thực tế cái cũ này nó không có nhiêu tiền, nhưng mà nó về mặt giá trị tinh thần nó rất là lớn. Nó đã sống cùng mình một năm rồi, trải qua biết bao nhiêu trong gai, giống như là bị ốc sên ăn, rồi bị cái này bị kia chứ, nên khi mình động tay tới nó rất là sót. Nhưng thôi kệ, vì cái suy nghĩ tào lao của mình là mình làm chuyện này. Thì nói chung ở đây là cái cách để mình làm cho nó vui thôi các bạn, chứ nó không cố chứng minh một điều gì hết trơn. Tại vì mình trồng rất là dở, thật sự rất là dở. Mọi người cứ nói đến đến thăm cái vườn mình cũng giống như là hăm dọ mình vậy đó, giống như là bạn gái cứ muốn về nhà, mà cái nhà mình rất là bừa bộn, nên là mình không có muốn là phải người này người kia tới thăm. Thì nó gói lắm, tại cái nhà mình nó dơ lắm, nó tùm lum độ cho, nên là mình không có muốn ai tới để làm cho nó gọn ghẽ lại hết. Nên là bây giờ Phan, trước tiên là mình phải tạo cuộc sống mình thoải mái trước đã. Thì do đó có nhiều bạn có nhà ý tới thôi, mình đâu có ý đầu tới, nó tào lao gần chết có ý đầu tới, nên là các bạn thông cảm đi. Tại nói vậy đó. Thì đi nha.